Nhân đọc bài nhà báo là thuốc giải độc của sự độc tài, vừa đăng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây của Hoàng Quốc Việt viện dẫn, từ câu chuyện nhân sự kiện nhà báo Phạm Đoan Trang bị kết án bất công và nặng nề, chúng tôi trích dịch lời phát biểu của hai nhà báo trong lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm 2021 dành cho họ vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Hoàng Quốc Việt trích dẫn khá cụ thể phát biểu của hai nhà báo, nhưng không hề có minh chứng xem đó có chính xác hay không. Cứ tạm coi đó là đúng đi, thì chúng ta cùng cần sâu chuỗi lại để thấy rõ ý đồ của tác giả khi lồng ghép những thông tin của mình và viện dẫn bằng lối xảo biện khá tinh vi nhằm đòi quyền vô lối với chủ đích là công kích chế độ. Một trong những nguyên tắc cơ bản là việc thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải phù hợp với tình hình, điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ dân trí, thể chế chính trị của mỗi nước. Trên thế giới không có quốc gia nào cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận đứng trên, đứng ngoài luật pháp và xâm hại đến an ninh quốc gia. Nếu vi phạm điều này, báo chí sẽ bị công chúng tẩy chay và bị những chế tài xử lý thích hợp. Tự do báo chí khác với việc thích gì nói đấy, nói và viết chỉ vì mục đích riêng mà không vì sự ổn định, đồng thuận chung của xã hội, cộng đồng. Đã xuất hiện mặt trái của việc tự do báo chí đó là những thông tin giả tràn lan trên mạng xã hội. Chẳng hạn như trong đợt Covid-19 vừa qua, hàng loạt những thông tin giả có chủ đích về đại dịch này và những tình huống đối phó với nó xuất hiện trên mạng xã hội một cách không kiểm soát. Cơ quan chức năng đã phải rất vất vả để xử lý các trường hợp này nhằm giữ gìn sự ổn định xã hội. Có thể thấy, một số đối tượng bị ảo tưởng, hiểu sai về chức năng nhiệm vụ của báo chí cộng thêm sự cổ vũ, thiếu vô tư từ các thế lực nước ngoài nên trở thành cực đoan. Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy hay Phạm Đoan Trang gần đây là những ví dụ tiêu biểu. Những kẻ này cũng từng tham gia vào hoạt động báo chí, nhưng lại lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm vào lợi ích nhà nước. Họ đã bị trừng trị theo đúng pháp luật Việt Nam. Không thể và không bao giờ có mối liên kết nào giữa việc các nhà báo được giải Nobel Hòa Bình về sự dấn thân của mình trong tác nghiệp với các đối tượng vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Bởi thế những suy luận, so sánh giữa hai sự việc này là hoàn toàn sai và khác biệt về mặt bản chất. Báo chí là nơi phản ánh những bất công và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đừng bắt báo chí phải gánh vác những chức năng nặng nề khác vốn không phải của họ, như những tuyên bố đào to búa lớn. Các nhà báo tự ý thức được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tới đâu. Tiếng nói của mình cất lên để thúc đẩy những sự tích cực. Đừng trở thành một người hùng đơn độc trước sự cổ vũ có ý đồ của một bộ phận nào đó rồi trở thành con rối phục vụ cho mục đích của họ. Hãy luôn giữ mắt sáng, lòng trong, bút sắc như là ba yêu cầu tối thiểu của nghề làm báo.